Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì chúng ta đến với buổi số 2. Trong buổi chúng ta cùng học theo cuốn sách Cha giàu cha nghèo. Và cuốn sách Cha giàu cha nghèo thì được trong một chuỗi của 13 cuốn sách của bộ Dạy con làm giàu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với buổi số 2. Buổi số 2 mình nhận được 30 câu hỏi. Và trong bây giờ chúng ta sẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào những câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên đó chính là tại sao phải dạy con mình về tài chính. Bởi vì là dạy con mình tài chính để chúng hiểu được cái vấn đề là không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà vấn đề ở đây chính là phần giữ được bao nhiêu tiền và làm thế nào để cho cái tiền nó sinh sôi nảy nở. Thì đó chính là cái lý do tại sao chúng ta cần phải dạy con cái của mình về cái phần tài chính. Câu hỏi tiếp theo, muốn cái cây tiền bạc phát triển thì chúng ta cần làm gì? Thì cái cây tiền bạc hay bất kỳ loại cây gì chúng ta đều phải có, muốn cho cái cây tiền bạc phát triển chúng ta đều phải có những cái kiến thức về tài chính. Thì đấy là chính là những cái dưỡng chất, những cái sự chăm sóc đặc biệt dành cho cái cây tài cây tiền bạc để nó phát triển. Thì cái kiến thức tài chính đấy là một phần không thể thiếu, nó còn được coi như cái phần nguồn nước để cung cấp cho cây. Và câu hỏi tiếp theo, người cha giàu đã dạy con mình như thế nào, và khi bạn mới bắt đầu học cách làm giàu thì người cha giàu đã nghĩ ra một cách cực kỳ đơn giản để dạy tác giả và người bạn tên là Mai. Và chính là trong nhiều năm liền ông đã vẽ những cái bức, ông đã có những cái bức vẽ và sử dụng những cái ngôn từ đơn giản để tác giả và người bạn Mai là cực kỳ dễ hiểu về hiểu được về những cái biệt ngữ và những cái sự vận động của tiền bạc. Và nhiều năm sau đấy thì ông bắt đầu đào sâu về con số, thì nó là một cách dạy cực kỳ khoa học. Câu hỏi tiếp theo, sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Thì tài sản có nghĩa là các bạn bỏ tiền vào túi, còn tiêu sản là các bạn lôi tiền ra khỏi túi. Thì đó là một cái định nghĩa cực kỳ đơn giản và dễ hiểu. Câu hỏi tiếp theo, quy luật Kiss có nghĩa là gì? Quy luật Kiss ở tiếng Anh có nghĩa là keep it simple, stupid, có nghĩa là giữ cho mọi thứ thật đơn giản. Thì điều này có nghĩa là bạn hãy giữ cho mọi thứ cực kỳ đơn giản, kể cả với bất kỳ cái việc gì, kể việc ở trong cái phạm chủ đây có nghĩa là việc mà ông người cha giàu đang dạy tác giả và người bạn tên là Mai đó. Và những cái điều này xác định như một tài sản mà không phải là từ ngữ mà những con số. Và nếu bạn không biết đọc những con số thì bạn không thể xác định được tài sản. Và tài sản rất cực kỳ rối rắm, như một cái mẫu bông bóng trong đầu ấy. Câu hỏi tiếp theo, những điều xác định nên một tài sản là gì? Thì những điều xác định nên một tài sản không phải là những từ ngữ, mà là đó chính là những con số mà điều này mình vừa nói rồi. Và cái này thì nếu các bạn không biết đọc con số thì thực sự thì các bạn không thể xác định được tài sản của bạn là bao nhiêu. Câu hỏi số 7, lý do chính gây ra những cái cuộc vật lộn trong tài chính là gì? Thì lý do gây ra những cuộc vật lộn trong tài chính đơn giản là vì người ta không biết sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Vì người ta không biết khác nhau của một tài sản và một tiêu sản nghĩa là gì. Và cái nguyên nhân gây của sự nhầm lẫn này chính là cái định nghĩa của hai từ này. Và khi mà bạn càng cố tra từ điển thì bạn càng bị nhầm lẫn giữa hai cái vấn đề này. Điều này thì rất là nhiều gặp phải. Và câu hỏi tiếp theo, trong 80% gia đình thì câu chuyện tài chính luôn luôn là câu chuyện kém vui, vì đâu là lý do? Thì trong 80% gia đình thì câu chuyện tài chính nó là một câu chuyện kém vui, bởi vì là họ không làm ra tiền và họ dùng tiền để tiêu sản, họ để mua cái tiêu sản chứ không phải là mua cái tài sản. Đó chính là cái lý do chính. Câu hỏi tiếp theo, năng lực tài chính nghĩa là gì? Năng lực tài chính tức là một cái năng lực mà bạn làm thế nào để sử dụng tiền, để kiếm được tiền rồi thì bạn cần phải làm thế nào để sử dụng tiền với chúng. Và cái gọi là cái năng lực bạn sử dụng đấy thì mình được định nghĩa là cái năng lực tài chính. Tức là bạn làm gì với tiền bạc sau khi bạn đã kiếm được chúng, và làm sao để có thể giữ không cho người khác chiếm lấy, và bạn có thể giữ được chúng bao lâu, và tiền bạc sẽ làm thêm cho bạn như thế nào. Thì đó là một cái định nghĩa cực kỳ cụ thể rõ ràng về cái năng lực tài chính. Câu hỏi số 10, người nghèo và người trung lưu bắt đầu từ một ngày mới và họ thường nghĩ về điều gì? Ở đây thì người nghèo và người trung lưu thì thường cho phép tiền bạc làm chủ mình, và mỗi một buổi sáng thì họ thức dậy đơn giản và họ nghĩ là phải đi làm và quên mất tự hỏi mình rằng là cái điều mình đang làm thì nó có ý nghĩa gì hay không. Thì đó cái người nghèo, người trung lưu họ hay là như vậy. Câu hỏi tiếp theo của số 11, người cha Mai đã có những cái suy nghĩ khác đám đông như thế nào? Thì cha Mai thì là một cái người cha giàu này, tên là Mai các bạn ạ, thì đã không thích đi theo đám đông, và ông có những suy nghĩ riêng, và ông cực kỳ ghét câu nói là chúng tôi phải làm gì vậy thì mọi người đều làm vậy. Không phải như vậy các bạn ạ. Và ông cũng không hề đưa những từ kiểu như là không thể, bởi vì là nếu bạn muốn làm một điều gì đó thì bạn chỉ cần nói là